Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Phiên chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh trên địa bàn huyện Yên Lạc. Huyện Vĩnh Tường kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm hợp tác xã Lạc Trung. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã chính thức làm việc. Trước khi vào phiên họp chủ bị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vòng hoa của đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường của người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 có tổng số 1.587 đại biểu đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên trong cả nước tham dự đại hội. Đây là kỳ đại hội có số lượng đại biểu đông nhất qua 13 kỳ đại hội của Đảng. Trong tổng số 1.587 đại biểu dự đại hội, có 1.381 đại biểu được bầu từ các đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu, phân công 191 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12, cả chính thức và dự khuyết, tham dự sinh hoạt tại các đoàn, đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tỷ lệ đại biểu đương nhiên chiếm 12,04%, đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm 87,02%, đại biểu chỉ định chiếm 0,95%, đại biểu nữ chiếm 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 11,03%, có 4,47% đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, 12,54% đại biểu có trình độ tiến sĩ, 54,69% có trình độ thạc sĩ, đại biểu có trình độ đại học chiếm 32,77%, có 99,49% đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, đại biểu có trình độ trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị chiếm 0,51%. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất 34 tuổi. Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc gồm 21 đại biểu do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tích cực tham gia các hoạt động tại đại hội, thảo luận và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ tới, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội, đưa đất nước tiếp tục phát triển và hội nhập. Tiếp đó, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại phiên chủ bị, các đại biểu thông qua quy chế làm việc của đại hội, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc đại hội, quy chế bầu cử tại Đại hội 13, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Tôi thì rất vinh dự được dự đại hội lần này là lần thứ hai. Và tất nhiên mỗi một lần dự đại hội thì cái tâm trạng nó khác nhau. Và lần nào thì cái công tác chuẩn bị
của đại hội của chúng ta cũng rất chu đáo. Nhưng lần này dự đại hội thì chúng tôi cảm nhận thấy một tâm thế mới, đó là tất cả những cái thành công, những cái cơ hội, những cái vận mệnh của chúng ta trong cả một nhiệm kỳ vừa qua xây dựng và được đến như ngày hôm nay, đặt ra cho đại hội lần này một cái yêu cầu mới, một cái cơ hội mới, và yêu cầu mỗi một người đi dự đại hội đều có một cái tâm trạng là mình sẽ phải làm gì đó, sẽ phải cố gắng làm gì để tận dụng được hết tất cả các cái cơ hội, các cái điều kiện đó để đưa đất nước chúng ta đi lên. Theo chương trình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng khai mạc chính thức vào ngày mai 26 tháng 1 năm 2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về đại hội trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng đại hội thành công tốt đẹp, đề ra những định hướng, quyết sách, tạo bước đột phá, đưa đất nước phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số địa phương. Trên khắp các tuyến đường và từng ngõ phố của thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường được tô thắm một màu đỏ của cờ hoa, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng hướng về đại hội với niềm tin, kỳ vọng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công tốt đẹp, đưa đất nước phát triển đi lên cùng bạn bè quốc tế. Là đảng viên ở cơ sở thì chúng tôi rất là tự hào phấn khởi trong lúc đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra trong kỳ này. Và cái điều mong muốn nhất của chúng tôi là đại hội đảng thành công rực rỡ. Tại thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn, pano chào mừng đại hội. Nhân dân tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đại hội 13 của Đảng chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Theo dõi thời sự hàng ngày trên thông tin đại chúng cũng như là mong muốn là cái đại hội đảng thành công tốt đẹp. Tôi cũng tin tưởng và phấn khởi đại hội đảng 13 sẽ thành công để đảng và nhân ta, để lãnh đạo nhân dân là ngày một phát triển và có vị thế trên trường quốc tế. Vững niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, tin tưởng vào sự thành công của đại hội 13 của đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tin tưởng, kỳ vọng Đảng tiếp tục chèo lái đưa con thuyền Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến nhanh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12, đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020. Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, xác định phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội sẽ đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh trên địa bàn huyện Yên Lạc và kết quả giải quyết các tồn tại vi phạm về đất đai. Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Lạc đang triển khai 3 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, dự án đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, dự án đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ quốc lộ 2A tránh thành phố Vĩnh Yên đến đường vành đai 3. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình. Đối với những tồn tại vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch 54 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
từ nay đến Tết Nguyên đán, huyện Yên Lạc cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay, tại khu lưu niệm Bác Hồ, thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Lạc Trung 25 tháng 1 năm 1961, 25 tháng 1 năm 2021 và phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu. Cách đây tròn 60 năm, Hợp tác xã Lạc Trung và xã Bình Dương vinh dự được đón Bác Hồ về thăm động viên phong trào trồng cây dẫn đầu toàn miền Bắc. Từ đó đến nay, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, phong trào trồng cây của nhân dân thôn Lạc Trung nói riêng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan, bóng mát, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Học tập và làm theo Bác, 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Vĩnh Tường đã chung sức đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng quê hương Vĩnh Phúc đạt được nhiều thành tích quan trọng và ngày càng to lớn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 54,5 triệu đồng năm 2020. Phát động phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021, huyện Vĩnh Tường triển khai kế hoạch trồng 60.000 cây phân tán, đồng thời giao các cơ quan, đơn vị, địa phương trồng và chăm sóc cây phù hợp với điều kiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, trồng cây nào, sống cây đó. Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng về thực phẩm thường tăng mạnh. Nắm bắt được nhu cầu cũng như quy luật của thị trường, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn hàng cung cấp ra thị trường. Hiện nay, các đơn vị sản xuất, hộ trồng trò chăn nuôi đã có sự chuẩn bị lượng lớn về các loại sản phẩm có thể đưa ra thị trường dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Các mặt hàng rau, củ quả được các đơn vị chủ động nguồn hàng từ quý 4 năm 2020 với sản lượng tăng từ 2 đến 3 lần. Vào những cái dịp Tết Nguyên đán thì cái nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng lên rất là cao. Để đáp ứng những cái nhu cầu này thì ngoài những cái kế hoạch sản xuất rau củ quả cho những cái đơn hàng có sẵn đã ký từ trước thì chúng tôi cũng tăng thêm cái số lượng cũng như là diện tích gieo trồng, đặc biệt là tiến hành giải thửa đều theo cái kế hoạch theo từng tuần từng ngày để làm sao cái sản lượng thu hoạch là nó đều đặn trước Tết, sau trong Tết và sau Tết để tránh cái trường hợp là khan hàng hóa trong cái quá trình Tết để đẩy cái giá trị sản phẩm lên quá cao. Năm nào về cái dịp Tết là chúng tôi cũng tăng đàn một ít chứ không dám tăng nhiều. Đấy thì để phục vụ thứ nhất là cái thực phẩm về Tết. Cái thứ hai là người chăn nuôi cũng trông mong vào cái Tết để xem là giá cả nó có tăng lên một chút. Trong kho, các siêu thị trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động tăng thêm từ 20% đến 30% để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, trong đó tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời xây dựng nhiều chương trình kích cầu mua sắm dịp cuối năm. Đến thời điểm này, Cốt Mắt đã chuẩn bị hàng hóa xong trong dịp Tết với sản lượng tăng 20% so với năm ngoái. Và Cốt Mắt cũng sẽ cố gắng thực hiện bình ổn giá cả, làm thế nào đó cho người dân có được tiếp cận những sản phẩm có an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý nhất. Ngoài ra, Cốt Mắt cũng đã thực hiện có nhiều chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 đến hết thời điểm Tết cũng như qua Tết. Với sự chủ động nguồn hàng từ các đơn vị, các chương trình bình ổn thị trường của tỉnh, cho đến thời điểm này, nhìn chung các mặt hàng nhu yếu phẩm không có sự biến động về giá. Đến thời điểm này, chương trình giáo dục phổ thông mới đã đi được gần hết một học kỳ. Các nhà trường đã thực sự bắt nhịp với không khí đổi mới giáo dục. Phụ huynh cũng dần quen với những thay đổi trong chương trình học của con em mình. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đang được hiện thực hóa trong quá trình dạy và học với những điểm khác biệt rõ nét so với chương trình cũ. Giờ học tiếng Việt của lớp 1A trường Tiểu học Đạo Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên do cô Lê Thị Mỹ Ninh giảng dạy thật sôi động. Không còn khuôn mẫu, cô giảng trò chép mà thay vào đó là sự trao đổi tương tác giữa cô và trò. Tiết học cứ thế diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình. Cô hướng dẫn cho thực hành ghép chữ, thực hiện các yêu cầu. Các em rất vui vẻ, thích thú học tập. Chỉ trong một học kỳ, các em học sinh đã có những chuyển biến tích cực, có thể đọc thông viết thạo. Qua một học kỳ, các con được tiếp xúc với chương trình sách giáo khoa mới.
thì tôi nhận thấy là sách giáo khoa mới về kênh hình thì rất là đa dạng phong phú. Nó cuốn hút các con, khiến các con có hứng thú học bài hơn. Và qua một học kỳ thì tôi thấy là việc đánh vần của các con là dễ dàng hơn với chương trình công nghệ. Tiếp theo là đến bây giờ thì hầu hết là tất cả các con đã đều biết đọc và biết viết. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh rất là ăn ý. Để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho đội ngũ giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên thăm nắm, dự giờ, nhận xét đánh giá năng lực của từng giáo viên để kịp thời điều chỉnh. Chúng tôi thấy được là các em học sinh và giáo viên tương tác với nhau rất là tốt và thực hiện cái việc đánh vần mới này cũng rất là thuận lợi cho học sinh và giáo viên. Học sinh rất là hào hứng học tập và phụ huynh học sinh của thị trấn Đạo Đức rất là yên tâm trong cái việc mà triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình sách giáo khoa lớp 1 ạ. Điểm mới đáng chú ý nhất là nếu như chương trình giáo dục hiện hành được xây dựng theo định hướng nội dung, nặng về truyền thụ kiến thức, thì chương trình giáo dục phổ thông mới xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, bằng cách tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng. Trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên hoạt động trải nghiệm trở thành nội dung giáo dục bắt buộc trong nhà trường. Đây cũng là năm đầu tiên nội dung giáo dục địa phương được đưa vào kế hoạch giáo dục bắt buộc, nội dung do các địa phương biên soạn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đưa cái giáo dục địa phương vào giảng dạy thì các em đã biết được vị trí của các huyện, các tỉnh và thiên nhiên của từng địa phương một. Do đó là chúng tôi giảng dạy rất là dễ dàng và giúp các em biết được về một số cái lịch sử và những cái danh nhân của từng địa phương. Từ đó giáo dục các em tôn trọng thêm về quê hương và yêu tỉnh Vĩnh Phúc mình hơn. Việc đổi mới chương trình dạy học năm nay được xem là thay đổi lớn nhất từ trước đến nay, từ cách dạy đến sách giáo khoa. Bài giảng cũng thay đổi nhiều, cả về hình thức lẫn nội dung, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Bản thân mỗi giáo viên buộc phải thay đổi, phải nâng cao năng lực để thích nghi với chương trình mới, tất cả vì học sinh thân yêu. Công an huyện Sông Lô vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán 465 kg pháo. Hồi 6 giờ ngày 23 tháng 1 tại xã Phương Khoan, Công an huyện Sông Lô phát hiện bắt quả tang Lại Hữu Dũng sinh năm 1987 và Đỗ Đình Thắng sinh năm 1992 đều trú ở xã Liên Sơn, huyện Lập Thạch, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 88C-13675 đang vận chuyển trái phép 240 hộp pháo có tổng trọng lượng là 465 kg đi tiêu thụ. Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ một đối tượng ở tỉnh Lào Cai, sau đó vận chuyển bằng đường bộ đi qua các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, rồi đưa lên xe ô tô vận chuyển đi qua huyện Sông Lô về Vĩnh Phúc để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Có người thuê tôi chở pháo từ Lào Cai về Vĩnh Phúc và tôi dùng xe bán tải vận chuyển 20 kiện pháo từ Lào Cai về đến địa phận Vĩnh Phúc, đang trên đường vận chuyển đến địa phận Sông Lô thì bị các anh công an Sông Lô bắt giữ. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng cho pháo vào bao tải, sau đó cất giấu trong thùng xe ô tô. Trên đường đi, các đối tượng đã thường xuyên thay đổi đường di chuyển, cắt cử đối tượng đi theo xe ô tô để cảnh giới. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là khi có người là đặt mua pháo, thì các đối tượng liên lạc với những đối tượng có pháo ở trên Lào Cai. Sau đó là các đối tượng là lợi dụng về đêm tối, đi xe ô tô lên trên Lào Cai để mà mua pháo. Sau đó cũng là vận chuyển trong đêm về Vĩnh Phúc. Quá trình vận chuyển thì các đối tượng là luôn bố trí người cảnh giới để mà đi trước, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Và khi về đến địa bàn Vĩnh Phúc thì các đối tượng cũng là thường xuyên thay đổi cái tuyến đường vận chuyển. Và cũng là luôn có đối tượng cảnh giới để mà đi vận chuyển pháo để đi bán. Hiện Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lại Hữu Dũng và Đỗ Đình Thắng theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.